Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8, 8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8499, 1319, 0526. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0332. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06419, 30902, 63646, 59799, 76404, 38635, 01988. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 14122, 59503. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 36933. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86591. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 031619. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 031619.